Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lại về thêm được mấy kiện về cái máy vi tính nhé, các cái laptop nhé. Đấy. Thì hôm nay em sẽ rạch ra để xem nó là những kiện gì. Mời quý vị cùng xem nhé. Đây, hôm nay cũng có 3 kiện đây. Đây, em sẽ rạch cái kiện đầu tiên này ra nhé. Bây giờ chúng ta xem bên trong nó là cái gì nhé.
sạc này quý vị này. Đặt sạc nhé. Đây là con máy SZ6 viện, SZ6 nhé, SZ6. Con này có cấu hình là i5 Gen 7 đó. Dòng máy này là sẽ tới đây là sẽ là phiên bản bán rất là chạy đẹp viện đó. Tiếp đến nhé, em tách cái con thứ hai ra nhé. Đây là dòng Dell 3570 nhé. Đấy, dòng Dell. Đấy. Dell 3570. Ok nhé, 3570 này. Toshiba R73
đến nhé. Em quay tiếp sang kiện thứ hai nhé. Ok nhé, đấy. Em kiểm tra lại xem nó là cái gì nhá. Các bác T480 nhé, tinh bát T480 i5 gen 8, hàng rất đẹp, có 3 camera đằng trước này. Mấy mắt nhé? Một mắt này, hai mắt, cả hai cái này, hai mắt, ba mắt này, chẳng hiểu mắt làm gì nhiều thế, hàng rất ok nhé. Tôi cần quay tiếp nhá. Xem cái này nó còn gì nữa. Đây
theo nhá, mở khung hình tiếp theo ấy rồi nhá. Đó. SZ6 nhé, quý vị nhé, SZ6, đó. i5 Gen 7, đó. i5 Gen 7, chắc S6 nhé. Con máy này cầm rất mỏng nhẹ và nói chung là cầm đi lại thuận tiện nhé, đó. Chắc chắn nhé, con này rất chắc chắn. Tiếp đến nhé, em và con NX5 nhé quý vị nhé. NX5 này à. Đẹp chưa à, dòng cũng dòng core i5 nhé, dòng core i5 này bằng phím Bana cực sướng luôn, nói chung là dòng hàng Nhật về cực sướng luôn à. Đẹp chưa quý vị. Hàng trong vé này không xuất đủ quý vị ạ. Hàng trong vé này thôi nhưng mà cái lượng cầu rất là cao cho nên là gần như là em về gần như là không thể chặn được hàng quý vị nhé. Nhất là bài sinh viên nhập học rồi chung là cũng nung hết cả ra. Thiếu hàng bé bé. Hàng về là gần như là đủ
cố gắng để được cung cấp cho các bác thôi. Và các anh chị em để học hành nhé. Đây, ngặt một con đeo nữa, sướng quá. Hôm qua vừa về mấy con thì mấy anh em đã vào lấy hết rồi. Đó, 7390 nhá. Đẹp chưa quý vị? i5 Gen 8 này, dòng này dòng i5 Gen 8 này. Đó. Ok nhé, tiếp nữa em lại khui cái thằng này ra tiếp nhé. Đó.
3580 nhá. 3580. i5 Gen 7 đi nhá. Con này là i5 Gen 7. Rất ok. Đó. Rất đẹp. Đó. Đây này, các bạn nhìn này. Gập ra được 180 độ phẳng lì luôn à. Đó. Một em đi là book phải nói là khủng khiếp. Toshiba T75 nhá. Toshiba T75 đó. Wow. Quá long lanh quý vị ạ. Toshiba T75. Con này cấu hình là coi i7 đây này, hàng VIP này, quý vị này, hàng VIP này, coi i7 nhá. Đó, màn 15.6. Con này quá là kinh khủng luôn. Ok. Nha. Ok, tiếp nhận. Toshiba Dynabook B65 tiếp nhé. Đó. Có i5 Gen 7. Đó.
Có một em. Đây là dòng Dell E7250. Đó, E7250 nhá. Đó. E7250 i5. Đó, rất là đẹp nhá. Ok, như vậy là em đã quy ra hôm nay là đã về được 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hôm nay về được 11 em máy nhé, gồm có Dell của Panasonic, rồi dòng Dynamic, đó. Đấy, rất là ok nhé, Toshiba. Đó. Đấy, quý vị nào lấy sản phẩm nào thì cứ alo cho em nhé. Nhà em về còn về rất nhiều các hàng nữa. Vâng, tất cả những dòng này thì nhiều lúc quý vị cứ hỏi em là em ơi em nên máy đi để anh xem xong rồi để anh chốt. Thế nhưng mà thực sự ra là hàng thì đấy quý vị thấy nó mỗi lần nó về số lượng chọn được máy đẹp nó không nhiều đâu, còn các cái máy thường thì nó nhiều lắm quý vị ạ. Đấy thì quý vị nào lấy thì cứ inbox cho em nhé, em sẽ gửi hình ảnh này, gửi các cái thông tin máy này, đấy, hoặc là quay video để cho quý vị xem nhé. Đấy, nhiều khi mà cứ quay trên YouTube thì lúc nào phải có một chút thời gian quý vị ạ, đấy, bởi vì sau khi quay xong ngày ấy, thì em lại phải test máy để đóng hàng cho quý vị, đấy, thì cũng coi như lần này là lần giới thiệu về sản phẩm, thì có gì quý vị cứ inbox cho em nhé. Em sẽ vẫn quay hàng lên liên tục để cho quý vị. Vâng. Mọi chi tiết xin quý vị liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, Zalo cũng là số này luôn nhé. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.